Ngọc xin chào các bác nha hôm nay em quay cho các bác cái vườn ươm cái cây giống rủi ghép đấy hôm nay em quay cho các bác xem này đây là những cây giống rủi ghép hiện tại của bên em Ngọc cây thì hiện tại phải nói là đang rất là đẹp rồi các bạn mắt ghép thì ổn định hết rồi các bác nhá đây các bác có thể quan sát đây đấy, bây giờ em lấy cho các bác ra một cái cây uh, cụ thể để cho các bác ngắm nhìn này này để cho các bác xem cái chất lượng của cây rủi của bên em nhá cái này nó hơi chặt đấy nó đây em lấy cây này trong dễ này này các bác nhá cây thì bên em cũng đảo bầu khá là ổn rồi cây thì dễ dễ khỏe cho bác quá khỏe luôn đúng không ạ và em quay cho các bác xem cái mắt ghép này nó này đấy mắt ghép thì đã liền hết rồi đấy và cái giấy bọc này bắt đầu là bờ ra hết rồi đảm bảo cho cây sống đây là cái cành ghép này phát triển cực kỳ là tốt nhá đấy thì cái cây rồi uh, ghép này thì nó chiều cao hiện tại nó phải được uh, trên 50 phân hết các bác nhé, trên 50 phân. Đấy thì cái cây rủi ghép nó là một trong những dòng cây cực kỳ là kinh tế mà bên em Ngọc đã xuất đi cho các dự án, đấy. đặc biệt là các dự án ở trên khu vực ở, ở sơn la này, đấy. ở trên đó thì người ta uh, trồng cái dự án này rất là nhiều, dự án trồng vừa rổi ghép vừa rồi thực sinh. Đấy, đây là quy mô vườn cái cây giống rủi ghép. Của bên em ngọc, này em quay cho các bác xem tham khảo. Các bác nào đang có nhu cầu muốn trồng cái cây rổi ghép này, cây rổi ghép thì người ta trồng chủ yếu là để thu quả nó các bác nhé. Quả quả hạt của nó đấy. Hạt rổi thì là một trong những cái gia vị đặc sản đặc sản ở tại tỉnh Hòa Bình luôn. Đấy, cả các vùng phía Tây Bắc, đấy, rất là nhiều những cái du khách ở các tỉnh rồi là nước ngoài đến thì rất là thưởng thức, thích thưởng thức những cái món ăn mà có cái hương vị của hạt rổi. Đấy, hương vị đặc trưng nên là hiện nay người ta trồng cây rủ ghép này cũng là một trong những cái mô hình mà được rất là nhiều bà con quan tâm và muốn phát triển kinh tế nếu các bác mà có nhu cầu muốn mua và tham khảo cái cây rủ ghép này thì liên hệ ngay cho Ngọc nhá còn bây giờ thì Ngọc xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.